Nhân viên y tế bị nhiễm Ebola Dallas xác định là phụ nữ gốc Việt. Theo tin của USA Today, một nhân viên y tế ở Dallas bị nhiễm Ebola sau khi điều trị một người Liberia chết vì bệnh này hồi tuần trước. Người y tá bị lây nhiễm này đã được gia đình xác định danh tánh là cô Nina Phạm, 26 tuổi. Cô Nina Phạm bị lây nhiễm bệnh Ebola trong khi điều trị bệnh nhân đầu tiên Eric Thomas Duncan. Cô Nina tốt nghiệp y tá từ trường Texas Christian University vào năm 2010. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ông Thomas Frieden cho biết tình trạng của cô Nina đã ổn định. Ông Frieden cũng xin lỗi ban giám đốc bệnh viện Presbyterian Y tế Texas ở Dallas vì lời chỉ trích của ông cho rằng ekip chữa trị cho bệnh nhân Ebola đã mắc lỗi là một vi phạm trong quy trình khiến cho y tá này nhiễm bệnh. Ông cảm thấy khủng khiếp khi thấy một nhân viên y tế bị lây khi giúp một người đang nhiễm bệnh Ebola. Hiện tại, thì trưởng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, bác sĩ Thomas Frieden cho biết là tình trạng của Nina Phạm là ổn định. Theo tờ USA Today trích những lời thị trưởng Dallas, ông Mike Rawlings, chú chó nhỏ loại Cavalier King George Spaniel của Nina Phạm hiện bị cô lập và theo dõi, nhưng giới hữu trách không có kế hoạch để giết nó. Chú chó rất quan trọng với nhân vật và chúng tôi muốn bảo đảm an toàn cho nó. Ở Tây Ban Nha, khi một y tá phát hiện nhiễm Ebola, giới hữu trách đã quyết định giết chú chó của người này vì theo một số nghiên cứu, chó là một trong các loài động vật có thể lan truyền vi khuẩn Ebola. Tuy vậy, hiện chưa có trường hợp nào xác minh điều này trên thực tế. Hơn 4.000 người đã bị thiệt mạng, hơn 8.000 người đã bị nhiễm trong các ổ dịch Ebola, phần lớn là từ các nước phía Tây Châu Phi như Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tại hội nghị ở Manila hôm thứ Hai vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan kêu gọi tình trạng khẩn cấp và sự bùng nổ của căn bệnh Ebola hiện nay. Bà Chan đã gửi một thông điệp rằng, trong sự phát triển xã hội và kinh tế bất bình đẳng, người giàu có được chăm sóc tốt nhất, nhưng người nghèo còn lại thì phải chết.